chào các bạn. Mình đã học hết cấp 2 rồi, mình gần 30 tuổi các bạn. Nhưng bây giờ hiện tại là mình sắp bị mù chữ rồi. Úi giời ơi, mình sắp bị mù chữ vì cái bộ tiếng Việt cải cách mới hiện nay các bạn. Nhưng nói gì nói, mù chữ nhưng mà bây giờ mình sẽ đi đọc thơ đó với tiếng Việt mới cải cách mới cho các bạn xem nha. Ha. Chơi, let's Thì hôm go. nay thợ sửa xe sẽ lên đây đọc cái bộ những bài thơ mà tiếng của tiếng Việt của mình á mà mới cải cách đây nha. Thì những cái bài thơ này á được dịch lại theo tiếng Việt mới cải cách đây á thì có những từ hơi hơi coi như là giống chữ thề kia gì đó, mong các bạn thông cảm với mình nha. Bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn nghe nha. Để mình vào Google mình đọc cho các bạn nghe nha. Thì có cái bài thơ này. Cái bài thơ này là chữ Việt của mình á, chữ Việt ngày xưa nha. Được đọc như thế này rất là êm ái, nghe phê đã lỗ tai lắm. Bài thơ nó như thế này nè. Có một khúc thôi. Giờ em chỉ muốn ôm chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này, không buông tay. Bài thơ người ta nghe rất là hay không? Còn chữ tiếng Việt mới bây giờ nè. Giờ em kỹ muốn ôm chặt ăn lúc này. Trời ơi, khủng khiếp. Giữ chặt ăn lúc này, không gì buông bi tay. Trời ơi, ghê quá. Mình đọc bài thơ này là mình kinh khủng luôn á các bạn. Còn ở dưới đây cũng có một bài thơ nữa nè. Để mình kiếm cái bài thơ này mình đọc cho các bạn nghe. Còn một cái đoạn ở trên Google á, ở trong Google dịch đó, có một bạn là viết thế này: trục trặc của bạn lớn thế nào? Dịch ra tiếng Việt cải cách mới nhất hiện nay là cục cặc của bạn lớn quế nào? Khủng khiếp. Trời ơi, what the fuck, ghê quá. Đây, để kiếm bài thơ khác đọc cho các bạn nghe. Bài thơ của người ta rất là hay. Mà theo cái phong cách tiếng Việt mới bây giờ mà đọc cho các bạn nghe nãy giờ tôi muốn đập điện thoại bỏ luôn. Còn đây là cái bài thơ của người ta ngày xưa nè. Chữ tiếng Việt truyền thống của mình nè. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau dạ dày. Ta đi trên trái đất này, bốn phương vô sản dạ dày đều đau. Lớp cha trước, lớp con sau đã thành đồng chí cùng đau dạ dày. Còn chữ tiếng Việt mới nè. Trăm năm cong cõi vùi ta, cử tài cử mệnh xéo là ghét nâu. Cãi cua một cuộc bể dâu, những điều cong quấy mà đau dạ dày. Ta đi kênh cái đất này, bốn tương vô sản dạ dày đều đau, đều đều dâu chứ. Lớp ca cướp lớp con sao, giả hoàng dòng ký cùng dao dạ dày. What the fuck, không đọc nữa, mệt rồi. Tôi mà đọc chút xíu nữa là tôi đập cái điện thoại tôi bỏ luôn. Đập điện thoại bỏ là không có điện thoại quay video cho các bạn xem đó. Dẹp đi.